Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Vừa qua, Hội đồng Hương Sông Mé tại Cộng hòa Séc đã tổ chức gặp mặt thường niên tại thành phố Karlovy Vary. Hơn 100 thành viên của hội cùng nhiều khách mời trong cộng đồng đã tham gia buổi gặp mặt này. Hòa trong không khí mừng lễ phục sinh tại châu Âu, buổi gặp mặt đã diễn ra với nhiều hoạt động gắn kết bà con trong cộng đồng như giao lưu âm nhạc và thể thao ngoài trời. Hội cũng đã tổ chức tham quan những thắng cảnh tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, giúp nhiều thành viên lớn tuổi có cơ hội nhớ về một thời từng học tập và sinh sống tại đây. Buổi gặp mặt là một hoạt động truyền thống được duy trì từ lâu của Hội đồng Hương Sông Mé. Hội đồng Hương Sông Mé được thành lập vào năm 1980 do cộng đồng người Việt sang Tiệp Khắc cũ học tập và làm việc sáng lập nên. Trải qua hơn 40 năm, hội đã trở thành một trong những hội đồng hương lâu đời và lớn mạnh nhất tại Cộng hòa Séc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.